Out of game, man. Let's go, Lucas. You can do it. Anh em có hiểu về con man này không? Anh mình không hiểu là nó sẽ phản đam vào cái gì ấy nhỉ? Anh em có biết hiểu rõ về con này không? Giải thích cho mình chắc. Tại vì là có những lúc mà con Vanki của con Goblin của mình nó không bị phản đam, nhưng mà con Wizard của mình luôn luôn bị phản đam là như nào? Hay là con Giant Skeleton chẳng hạn, hay là con Bat chẳng hạn, mình thấy nó vẫn nó không bị phản đam khá đâu. Hey guys, anyone help me explain about the how the man reflection damage. I don't know why the my wizard always get the reflection damage, but my goblin and the skeleton no. Nó chỉ phản đam lại được đạn. Hiểu. Vậy thì những con như kiểu là đánh trận chiến thì nó sẽ không có đường đạn, đúng không? Hi bro. Hiểu đấy. Nó chỉ phản đam lại được đạn. Vậy thì phải trận chiến. Đúng rồi. Trận chiến. Vậy thì mình nghĩ là những con mình sẽ bây hiểu rõ hiểu thế này rồi, mình sẽ nghĩ có những cách mà mình phải chống lại con này. Tại vì nhiều lúc mà mình không hiểu tại sao nó lại
ít thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ tương ứng với cả mức E. Còn với những cái biểu hiện thường xuyên và tương đối nhiều dễ nhận thấy, các cái mô tả chi tiết ở trong phụ kiện thì tương ứng với mức M. Còn ok, Pedro and the Arsenal, let's go. Sao Lucas không tìm được game? Không phải đâu, không, nó không tìm được, không phải không tìm được game. Đây 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 đây, Araban kia, Araban kia. Lucas. Oh, game freaks. Do you remember Legend? Yes. My friend, he's from my country. Oh my goodness. You will win. The back to bomb, the prefixion. The prefixion bomb. And I think the last guy is 5 wound. And a poison. Yeah, I'm talking about him and Little Chen. Oh, Little Chen retired, you know. You have poison. Trước meta có sơ mình và khả năng block combo rất thật. Mày chạy đi cuộc tìm. Meta đấy, bây giờ chúng ta đang dĩ vãng rồi. Thánh đi ơi. Thánh đi ơi. Yeah, I mean, turn on ABT right now. Oh. Lucas, top one.
anh không chơi lock nên không ác chịu. Đúng rồi, chuẩn luôn. Có lock thì chúng ta giống kiểu là chúng đẩy vào pha xong rồi kéo là được, nhưng mà mình chơi lock. Yeah, một xe em Araban. Yes, I know. But my I don't have the boss player on my fan list. Okay, we have Araban.